Ui, thằng cà rốt nó phi như ngựa luôn. Con cà chua thì cứ bám theo cà rốt này. Ví dụ con này như con long quăng ấy, người lùn không nhảy được. Sướng chưa cà chua? 1 phút bốc đồng, nhảy xuống ao tắm làm gì để giờ bị bác nô phạt hả? Hư lắm rồi à? Sơ hở là tắm ao, ngày nào cũng như ngày nào. Sơ hở là nhảy xuống ao. Thôi, được rồi, hôm nay mình sẽ cho mấy đứa này đi chơi mọi người ạ. Đi chơi, củ cải đi, kim chi, cà rốt đi chơi. Cà chua đứng dậy, đi chơi nào. Đi, cho đi lên đê chơi, lâu lắm không đi chơi rồi. Đi đi, thằng này mày cứ nhảy quanh chân tao làm gì. Đi, chạy nhanh, chạy. Chạy lên đây. Lâu lắm rồi thì bọn này mới được lên đê chơi mọi người ạ. Đi chơi nào, hôm nay cho bọn nó chạy nhảy đã đời luôn. Tí nữa về cho tắm ao nữa. Đấy, sướng nha. Phong cảnh miền quê, vùng quê thì rất là yên bình rồi. Không khí trong lành. Đi, hôm nay mấy đứa sẽ ra sông chơi nha. Đi nào. Đấy, ra cánh đồng. Thao chạy nhảy, bắt chuột. Tìm chuột đi, bọn này tìm chuột đi. Bắt chuột. Ui, chạy theo bọn này mệt. Đồng rộng rãi, thoải mái. Ôi ôi, mấy đứa kia. Tao chịu bọn mày đấy, sao nó chạy xuống đấy rồi. Ui, thằng cải béo này nó xuống rồi. Mày xuống đây làm gì? Tao bảo mày ra sông cơ mà. Tìm chuột cơ mà sao đấy. Hay là nó thấy con chuột nào nhỉ? Nãy giờ mình đã không để ý. Thôi nào, tiếp tục ra sông nào. Chưa gì đã nháp một phát là xuống mương rồi. Đi xuống đây. Ôi, cà chua không lên được à? Đi xuống đây. Cà chua đi. Ôi, con bé này nó không trèo lên được rồi, nhảy lên được rồi. Đi, kệ mẹ, cố lên. Vượt lên chính mình. À, kim chi với cà rốt xuống cứu này. Đi nào, đi đây, đi, tiếp tục đi nào. Kim chi. Nào đi đây. Bọn mày nghịch cái gì đây? Nào, lên bờ. Ôi, thằng cà rốt, úi giời. Thằng cà rốt nó kéo hẳn cái cây chuối. À, đúng rồi, cà rốt kéo, cố lên. Kéo cà chua lên, đúng rồi, kéo lên. Ừ, không được rồi, cà chua không nắm không chắc. Tạm không chắc là... Thôi nào, tiếp tục đi nào, cái đi, cà chua. Vâng, cháu chào ông ạ. Vâng. Ôi giời, lại nhảy xuống rồi. Bọn này nó sơ hở, nó nhảy xuống rồi. Ôi, thằng cải béo làm gì đây? Ui, bọn kia nó sẽ nhảy xuống, nó phi như ngựa ấy. Nó phi như ngựa luôn ấy. Đến đây, cà rốt lên đây. Ôi giời ơi, mệt. Giờ bọn nó cứ thấy cái mương nó nhảy xuống. Chạy đây. Sướng, mấy đứa được hôm nay được thả cửa luôn. Đi nào. Cà rốt ơi, cà chua đến đây. Chạy nhanh lên nào. Chạy nhanh đây, đi. Ui, thằng cà rốt nó phi như ngựa luôn. Con cà chua thì cứ bán theo cà rốt này. Ví dụ con này như con long quăng ấy, người lùn không nhảy được. Không nhảy được như thằng cà rốt. Nhìn nó như con long quăng luôn. Đi lên bờ. Ra sông kia bơi cho nó sạch. Đấy, mọi người nhìn không? Thằng cà rốt này phi như con ngựa luôn. Cà chua nhìn nữa mà không bắt trước được. Đây, lại đến đợt kim chi. Nào đi, tiếp tục đi nào. Đấy, cà rốt bơi đi, kim chi bơi đi, cà chua nhảy xuống bơi đi. Hôm nay cho bơi ở sông lớn luôn. Đấy, tha hồ mà bơi nha, tha hồ phùng phẫy nha. Bọn mày cứ phải bơi ở sông này mới thích. Nước sông hôm nay khá là dâng khá là cao. Nước khá là lớn, bọn này bơi được trận đã đời. Lần đầu tiên cà chua được bơi sông đúng không? Bơi đi. Nào củ cái ơi, nhặt nhá. Cà rốt nào nhặt này. Mình ném hòn đất ra ngoài xa thôi. Để cho bọn nó ra mò kim đáy bể. Mò đất đáy sông. Đó. Mỗi thằng cải béo là nó sẽ le phe ở gần bờ này thôi. Còn kim chi và cà rốt đang bơi rất là xa. Thôi về đây. Bơi ra đấy thôi.
Đấy, con cà chua là cũng đi theo mẹ chi với anh cá rô bita kìa. Bơi rất là giỏi. Chà bu cho thằng cái béo. Đi về đây nào. Hôm nay cho bọn này được bơi đã đời. Đấy, sơ hở tí là con cà chua nó nhảy xuống tắm ao. Nó thích tắm bá đạo hơn cả kim chi với cả cà rốt. Nhặt nào, nhặt nào, nhặt nào. Kim chi, cà rốt, cà chua, nhặt. Nhặt đi, bơi đi, bơi đi. Khả năng là kim chi ra kia nhặt cái bèo rồi. Khả năng là lại nhặt cái bèo vừa đây về rồi. Biết ngay mà. À đâu. Không, không nhặt à. Bơi đi, bơi đi, bơi chán chê đi. Ê, bọn nó bơi rất là nhẹ nhàng luôn. Rất là ngầu. Cải béo chỉ lên phe trên bờ thôi. Ông này mà bơi ra được sông thì gọi là điều không thể, mọi người chắc không thể tưởng tượng được khi mà cải béo bơi ra ngoài. Chỉ lên phe ở bờ thôi. Không không biết bơi mà. Không không biết bơi nên là chỉ có đứng lên phe ở bờ. Ông ra ngoài kia ông ấy nặng mông, ông ấy chìm mất. Bơi về đây, con cà chua rất bám cà rốt nhá. Cà rốt bơi đi đâu là con cà chua nó bơi theo đấy luôn. Nhưng bơi nó cũng rất là giỏi, rất là nhẹ nhàng. Kịp chi về đây, kịp chi. Đấy, bà chi bà ấy đã không được cái một cái bèo về rồi. Chi đến đây, kịp chi đến đây. Nhanh. Bơi một lúc nữa rồi về. Vâng ạ. À cô. Mấy khi về quê. Dạ, dạ cháu nuôi cho nghỉ lễ cho bọn nó về chơi thôi. Vâng. Mẹ cháu nuôi một con không được. Vâng, ăn cơm hết ạ. Dạ vâng. Đây, đồng. Dạ hai được hai cái cô ạ. Dạ không ạ. Đi đây cà chua, chạy đi đâu đây? Cà chua, cà rốt, kim chi, củ cải ạ. Nào, chạy. Sướng chưa? Củ cải đến đây à? Chạy nhanh. Đi về, đi về. Đường bằng phẳng, đường đất, bọn mày không đi lại nhảy xuống đấy đi làm gì? Hả? À, đi về. Đi về, đi về, đi về, bọn ta tắm chưa? Đi nào, đi về. Mấy đứa này hôm nay được đi sướng, trời sướng quá. Đấy, thằng cà rốt đấy. Dạ. Có, bọn này tắm ngoan ạ. Đi về thôi, về thôi. Lúc nào nó có cắn ông bằng này đâu. Không ạ. Đi về thôi, về thôi, về thôi. Ôi thật cà rốt. Ôi giời, bà Nam ạ. Ôi giời, chịu đấy. Dạ nó không cắn đâu. Ôi giời, sao bọn này vừa bơi xong chưa chán, xong rồi còn nhảy xuống ao tắm. Chịu đấy. Vừa đi chơi về chạy nhảy xuống tắm ao luôn. Cá chua xuống. Cá chua nhảy xuống bọn nó hiền lắm bà ạ. À. Cá chua có thích thì nhảy xuống tắm ao đi. Hôm nay cho xả láng luôn. Vâng, để nó thích thì nó xuống ạ. Cá chua nhảy xuống đi. Nhảy xuống tắm đi, nhảy xuống. Có dám nhảy không? Chưa tìm được đường xuống. À, đang gọi, đang muốn xuống lắm rồi. Tìm thấy đường xuống chưa? À, thấy rồi, cuối cùng cũng thấy đường xuống rồi. Đấy, đấy, đúng rồi. Hôm nay tắm thở thích luôn. Úi dồi, cá. Bọn này mà bắt được con cá thì... Úi dồi, cá. Cá nhảy ở mầm luôn. Bọn này mà bắt được con cá ở đây thì gọi là quá đẳng cấp. Thôi đi về đi. Mệt chưa, đi về thôi.